quý chị rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Miền Bắc lũ lụt bây giờ lại đến miền Trung, xin gửi tới miền Trung bài hát Quảng Bình quê ta ơi. Chúc cho Quảng Bình mình chút miền Trung sẽ cố gắng vượt qua vùng lũ. Và vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.